các bạn nha, mọi người cùng xem nha. Chiếc máy kéo, máy kéo chà bá luôn các bạn ơi. Chiếc máy kéo này có ben, đổ lúa xuống lưng luôn các bạn. Mình cũng mới thấy luôn nè các bạn ơi. Nên mình quay để cho chia sẻ cho các bạn xem nha. Các bạn và mọi người cùng xem nha, cái máy cắt, cái máy kéo bự lắm các bạn ơi. Hỏi là đông sưng là chở có thể là 150-160 vào các bạn. Cái đầu máy gắn đằng trước. Đã lắm các bạn ơi. Bự lắm, bự luôn cái chở con lớp đó mà cũng mấy chục rồi các bạn, bự mà dài. Quá xa. Tình cờ mình quay được chiếc xe của anh em đi đi cái cổ các bạn, cổ này đời mới luôn nha các bạn ơi, cái đầu máy lên trước luôn nè các bạn thấy không. Quá đặc chiêu đó các bạn. Để sẵn dịp mình quay cận cảnh gần để cho các bạn xem nha. Máy thấy bự mà dài lắm các bạn. Đổ luôn hả? Ghê vậy. Có con bên Nhật Bến hả? Rồi vậy, rồi vậy sẵn quay cô cho ảnh thấy luôn nè. Gái ha. Rồi cho gái thấy mẹ đang làm lúa đó nghe các bạn ơi. Wow, cái cọ nó bự dữ lắm luôn. Cái cọ cọ này nếu mình đông sưng mình chịu chở được nhiêu bao vậy anh? Dữ gì đó hả? Rồi luôn. Quá trời cộ luôn các bạn.
sẵn dịp mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Các bạn thấy không, bây giờ nhổng cái ben xuống cái là lúa nó chạy từ từ xuống luôn nè các bạn. Quá dữ các bạn ơi. Này các bạn thấy không? Này vậy xích 95 luôn các bạn ơi. Quá cái đầu máy. Xíu không các bạn. Bọng mất tiêu chân.